Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Bắc Hàn phóng tên lửa đạn đạo có tầm bắn đến tận Mỹ. Nhật Bản cho biết sáng 18 tháng 12, Bắc Hàn có thể đã phóng thử một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiên tiến nhất với tầm bắn có khả năng vươn đến tận nước Mỹ. Tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng lần này có thể có tầm bay trên 15.000 km tùy theo trọng lượng đầu đạn. Điều này cũng có nghĩa toàn bộ nước Mỹ đều có thể nằm trong tầm bắn của tên lửa này. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Shingo Miyaki nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Tokyo. Giới chức Nhật Bản cho biết tên lửa đã bay trong khoảng 73 phút, đạt độ cao 6.000 km và bay được một quãng khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống vùng biển phía tây đảo Hokkaido, phía bắc Nhật Bản. Giới chức Tokyo nhận định vụ phóng tên lửa ngày 18 tháng 12 đã cho thấy một bước tiến mới sau hai lần phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trước đó của Bình Nhưỡng. Trong năm nay, Bình Nhưỡng đã hai lần phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Son 18, sử dụng nhiên liệu rắn hồi tháng 4 và tháng 7. Trong ngày 18 tháng 12, đoàn ngoại giao Bắc Hàn dẫn đầu là Thứ trưởng Ngoại giao Park Myung Ho đã tới thăm Trung Quốc và gặp mặt Ngoại trưởng Vương Nghị. Chính phủ Hoa Kỳ lo ngại rằng Trung Cộng có thể đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe chạy bằng điện ở Mexico. Hoa Kỳ bày tỏ sự lo ngại về làn sóng đầu tư sắp tới của Trung Cộng vào Mexico khi có tới 3 nhà sản xuất xe chạy bằng điện lớn nhất của Trung Cộng đang chuẩn bị xây dựng các nhà máy ở phía nam biên giới với nước Mỹ, theo một số người am hiểu về các cuộc đàm phán, thì ba công ty bao gồm MG, BYD và Cherry được biết đến ở Mexico với tên gọi là Cherry đã đàm phán với các giới chức của Mexico để xác định địa điểm xây dựng nhà máy trong năm nay. Một nguồn tin khác cho hay, một công ty khác của Trung Cộng cũng đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất pin cho xe hơi trị giá tới 12 tỷ Mỹ Kim Việc thúc đẩy đầu tư có thể mang lại cho các nhà sản xuất ở Trung cộng một chỗ đứng có giá trị trong khu vực châu Mỹ và đặt nền kinh tế lớn thứ nhì của châu Mỹ Latin này, tức là Mexico, vào giữa cuộc chiến thương mại giữa Trung cộng và Hoa Kỳ. Các thành viên hàng đầu của Ủy ban chuyên trách tại Hạ viện Hoa Kỳ về vấn đề Trung cộng đã viết một bức thư bày tỏ sự lo ngại các công ty của Trung cộng sẽ sử dụng Mexico để làm cửa sau để xâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Ba nguồn tin cho hay các giới chức của Hoa Kỳ đã đặt ra nhiều câu hỏi về lĩnh vực đầu tư của Trung Cộng trong các cuộc gặp gỡ với những người đồng cấp của Mexico. Giới hữu trách tại Mexico thừa nhận họ phải thận trọng khi xem xét các khoản đầu tư của Trung Cộng vì nguy cơ sẽ bị Hoa Kỳ khó chịu. MG là công ty thuộc sở hữu của đại công ty xe hơi của chính phủ Trung Cộng có tên là Saic, có kế hoạch xây dựng một nhà máy trị giá từ 1.5 cho tới 2 tỷ Mỹ Kim ở Mexico. Trong khi đó, thì công ty BYD đang đầu tư một nhà máy trị giá tới hàng trăm triệu Mỹ Kim trong giai đoạn đầu tiên. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Với việc giành được 89,6% số phiếu ủng hộ, đương kim tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi sẽ tiếp tục nắm quyền điều hành đất nước đến giữa năm 2030 trong bối cảnh Ai Cập đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và không ít thách thức trong một khu vực đầy biến động. Theo thông báo chính thức do cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập công bố chiều 18 tháng 12, gần 44,7 triệu cử tri trong khoảng 67 triệu cử tri đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Kết quả cho thấy ông El-Sisi đã nhận được 39,7 triệu phiếu bầu tương đương 89,6%. Đây là kết quả không bất ngờ vì uy tín và những thành tựu đạt được trong hai nhiệm kỳ qua đã giúp tổng thống El-Sisi nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri Ai Cập. Trong hai nhiệm kỳ tổng thống từ năm 2014 đến nay, tổng thống El-Sisi đã đưa Ai Cập trở lại con đường ổn định sau hai cuộc chính biến lớn, lật đổ hai đời tổng thống vào các năm 2011 và 2013. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 6 năm tới, ông LCC sẽ phải đương đầu với không ít thách thức của nền kinh tế như tình trạng thiếu hụt ngoại tệ và lạm phát leo thang và những diễn biến địa chính trị trong khu vực Bắc Phi Trung Đông đầy bất ổn đang là mối đe dọa an ninh rất nghiêm trọng đối với Ai Cập. Có tới 70% số trạm xăng ở Iran bị tê liệt trong sáng hôm nay. Phát biểu trên đài truyền hình của chính phủ vào ngày 18 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Dầu Mỏ của Iran là ông Jafar Oswi cho hay, có tới 70% số trạm xăng của Iran bị gián đoạn, có khả năng là do sự can thiệp từ bên ngoài. Giới truyền thông của Iran đưa tin, sự gián đoạn này bắt đầu vào sáng sớm hôm nay và đặc biệt nghiêm trọng ở thủ đô Tehran, buộc nhiều trạm xăng phải vận hành một cách thủ công. Ông Reza Neva, là phát ngôn viên của Hiệp hội trạm xăng Iran, cho biết như sau. Sự trục trặc với hệ thống nhiên liệu đã được xác nhận ở một số trạm trên khắp đất nước liên quan tới phần nhu liệu điện toán và các chuyên gia hiện nay đang sửa chữa. Khả năng xảy ra một cuộc tấn công trên mạng Internet không bị loại trừ. Ông Neva khẳng định, không có tình trạng bị thiếu nguồn cung ứng nhiên liệu, thế nhưng ông kêu gọi mọi người không đến các trạm xăng nữa. Trong một bản tin sau đó cùng ngày, thì đài truyền hình chính phủ Iran cho hay một nhóm tin tặc có tên là Predatory Sparrow, phần lớn hoạt động ở Iran, nhận trách nhiệm đứng đằng sau sự gián đoạn của các trạm xăng này. Trước đây, nhóm này từng nhận trách nhiệm trong vụ tấn công trên mạng Internet nhắm vào các công ty thép lớn của Iran. Hồi cuối năm 2021, một cuộc tấn công trên mạng internet lớn cũng đã xảy ra tại Iran, làm gián đoạn hoạt động bán nhiên liệu, khiến cho hàng dài người phải xếp hàng tại các trạm xăng trên khắp đất nước này. Khi đó Iran cáo buộc rằng do Thái và Hoa Kỳ đã đứng sau vụ tấn công nói trên. Thiên đường cất giữ tài sản mới của giới tỷ phú thế giới. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đang trở thành thiên đường cất giữ tài sản mới dành cho giới tỷ phú toàn cầu. Bên cạnh hiệp ước thuế kép của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất có thể giúp các tỷ phú giảm chi phí đóng thuế, vị trí chiến lược, sự ổn định về chính sách và sự gần gũi với nguồn vốn của thị trường toàn cầu, Abu Dhabi là những điểm thu hút chính đối với các cá nhân có thu nhập rồng cao. Sam Blattes, giám đốc điều hành của MENA. Catalyst cho biết, ngoài ra việc áp dụng bộ luật chung bằng tiếng Anh, bảo vệ nhà đầu tư mạnh mẽ và thuế thấp cũng là nguyên nhân giúp khu vực này trở thành thị trường hấp dẫn. Phát ngôn viên của thị trường toàn cầu Abu Dhabi cho biết, công ty phục vụ mục đích đặc biệt có nhiều lợi ích như không yêu cầu vốn cổ phần tối thiểu, không hạn chế về quốc tịch của cổ đông và dễ dàng chuyển nhượng cổ phần. Còn dấu phê chuẩn của Abu Dhabi cũng có giá trị đối với các nhà giao dịch đang tìm cách thu hút đầu tư ra nước ngoài cũng như các quỹ tài sản của tiểu vương quốc. Đặc biệt một phần sức hấp dẫn của thị trường toàn cầu Abu Dhabi là tính bảo mật được cấp cho các cá nhân giàu có, ngay cả các cơ quan ghi danh công ty cũng khó có thể làm lộ những bí mật lợi ích của chủ sở hữu. Để liên quan tới một vụ cháy lớn ở một khách sạn tại Nam Hàn, Mới đây, một đám cháy lớn đã bùng phát tại một khách sạn ở khu vực Incheon, trung tâm của thủ đô Hán Thành. Theo hãng tin Yonhap, đám cháy bùng lên tại bãi đậu xe của một khách sạn và ngọn lửa đã lan nhanh do luồng khí bốc lên cao. Sở cứu hỏa khu vực đã dập tắt hoàn toàn đám cháy sau hơn một tiếng đồng hồ. Tổng cộng có 46 người bị thương, bao gồm một thanh niên bị ngã gãy xương, một phụ nữ nước ngoài khoảng 30 tuổi bị phỏng cấp độ 2, 44 người khác hít khỏi phải khói, bị đau lưng hoặc là bị đau mắt cá chân cũng được đưa tới bệnh viện. Theo cơ quan hữu trách tại đây, không có ai bị nguy hiểm tới tính mạng. Khách sạn bị cháy có 18 tầng lầu và 3 tầng hầm. Có 165 trên 203 phòng có khách khi đám cháy bùng phát. Khách lưu trú không bị thương đã được sắp xếp chỗ ở tạm thời trong một khách sạn của chính phủ. Video quay lại thời điểm xảy ra vụ cháy cho thấy một số người nhảy từ sân thượng của khách sạn đang cháy sang sân thượng của tòa nhà bên cạnh. Sau khi nhận được tin báo cháy thì sở cứu hỏa của nhiều trạm gần đó đã được đưa tới nhanh chóng. Tổng cộng có 357 lính cứu hỏa và 130 chiếc xe chữa cháy đã được đưa tới. Malaysia nới lỏng điều kiện người nước ngoài mua nhà Malaysia mới đây đã công bố nới lỏng các điều kiện cho chương trình ngôi nhà thứ hai của tôi ở Malaysia, tạo điều kiện cho người nước ngoài mua nhà. Chương trình mới được chia làm 3 cấp, bạch kim, vàng và bạc tương ứng với các khoản tiền gửi ngân hàng cố định của người ghi danh lần lượt là 1 triệu đến 426.000 và 165.000 Mỹ Kim. Những người tham gia có thể rút tối đa một nửa số tiền gốc sau một năm để mua bất động sản. Điểm bổ sung của chương trình là số tiền này cũng có thể được sử dụng để chăm sóc sức khỏe và du lịch nội địa. Người tham gia chương trình hạng bạch kim có thể giành được quy chế thường trú nhân, hạng vàng sẽ có thị thực nhập cảnh nhiều lần trong 15 năm và hạng bạc là trong 5 năm. Độ tuổi tối thiểu cho các ứng cử viên cũng được giảm từ 35 xuống 30. Điều kiện mới cũng chỉ yêu cầu thời gian cư trú tại Malaysia là 60 ngày so với 90 ngày trước đây. Và đó là những bản tin Á Châu. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Việt Nam trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn giữ màn hình.